Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thành Đạt. Trước mặt mình đây là OnePlus T6 R Max, một con máy chiếu mà mình đánh giá đi là nó đã khá hoàn thiện. Nó đã có rất nhiều những cái tính năng mà mọi người cần trong cái phân khúc tầm giá tầm khoảng 6 triệu như thế này. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là con này nó hoàn thiện tới đâu, nó có những tính năng gì. Nếu các bạn đã quan tâm tới OnePlus T6 R Max hay bất kỳ sản phẩm máy chiếu nào khác thì đều có thể tìm hiểu tại máy chiếu Thành Đạt thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Thì đầu tiên là về cái khả năng trình chiếu, điều quan trọng nhất trên bất kỳ một con máy chiếu nào. Thì OnePlus T6 R Max chúng ta sẽ có thể xem được video độ phân giải lên tới là 4K và nó sẽ tối ưu lại ra Full HD và chiếu cho chúng ta xem. Và với cái độ phân giải này thì mình thấy là đã quá đủ để cho các bạn có thể trải nghiệm những cái nội dung giải trí trên YouTube hay là các bạn xem phim hoàn toàn là thoải mái. Nhưng mà có một cái điểm mà mình khá là lăn tăn, đó chính là độ sáng của nó vẫn không quá cao. Thì tất nhiên đây là một con máy chiếu mini giá rẻ nên là các bạn cũng không thể nào đòi hỏi quá nhiều được. Độ sáng của nó chỉ đâu đó tầm khoảng 650 ANSI lumen và độ tương phản là 3000 chia 1. Đây thì nó được nâng cấp khá là nhiều so với phiên bản cũ là OnePlus T2 R Max, nhưng mà chúng ta phải công nhận một điều rằng nó không quá cao. Nên là khi các bạn xem á, thì nếu mọi người thắc mắc thì độ phân giải của nó là Full HD, nhưng mà sau khi chiếu lên thì xem nó không thích bằng mọi người xem trên điện thoại hay là xem trên máy tính. Thì đơn giản thôi, bởi vì cái độ sáng của nó, cái độ tương phản của nó không bằng, nên là những cái chi tiết, nhất là những cái chi tiết trong cái vùng tối á, nó sẽ không được rõ ràng. Coi nó sẽ không được phê, nó không được nét như khi các bạn coi trên một cái màn hình laptop hay là các bạn coi trên cái điện thoại đâu. Nó sẽ kiểu hơi bị bệt, mất chi tiết một xíu. Nhưng mà đây là điều mà các bạn phải chấp nhận khi mua một con máy chiếu giá rẻ như thế này. Còn các bạn nếu muốn mà nó nét căng như khi đi xem phim ở rạp thì mình đảm bảo luôn, các bạn phải bỏ ra một số tiền trên 20 củ thì mới có thể sở hữu được những con máy chiếu mà nó khả năng trình chiếu của nó tốt như vậy. Còn con này thì không, nó chỉ có tầm 6 củ mà thôi. Nên là như vậy là đã rất tốt rồi. Thêm một điểm nữa về độ sáng thì với cái độ sáng này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc là các bạn có thể coi được ở những cái môi trường như thế nào. Và với con này thì các bạn chỉ có thể coi được trong những cái môi trường tối hoặc là có một ít ánh sáng yếu. Ví dụ như là trong phòng ngủ này, các bạn bật một cái đèn ngủ nhỏ hoặc là có những cái ánh sáng nhẹ từ bên ngoài nó hắt vào thì nó vẫn có thể coi được, không tới nỗi là phải tắt điện tối thui hay là kéo hết rèm lại đó. Nhưng mà tốt nhất, có trải nghiệm tốt nhất vẫn là cái không gian hoàn toàn tối hết đó, chứ không thể nào mà con này các bạn đem ra ngoài trời hay là các bạn coi ở những cái môi trường mà cái phòng nó sáng trưng thì mở cắm luôn, hoàn toàn không thể xem được đó. Nên là đây là một điểm lưu ý khi các bạn sử dụng con OnePlus T6 R Max này. Rồi, đi qua về cái phần chất lượng, chúng ta nói về những cái tính năng mà nó sở hữu đi. Mình tiết lộ nhỏ cho các bạn biết là nó có rất là nhiều cái tính năng. Và đây là một con máy chiếu thực sự là hợp với mình, hợp với những người lười thề luôn. Bởi vì nha, các bạn muốn coi phim đúng không? Mọi người chỉ cần để con này một góc, đó, chiếu lên tường và lên giường nằm thôi. Sau đó chúng ta có thể điều khiển bằng phần mềm, chúng ta có thể làm mọi thứ, điều khiển hết. Và có những cái nó hoàn toàn tự động cơ. Ví dụ đi, con này nó có tính năng là keystone tự động và có thêm cả autofocus, tức là lấy nét tự động. Mọi người chỉ cần đặt con này lên, cắm nguồn vào, bật nguồn lên, bật máy chiếu lên, nó sẽ chiếu lên và nó sẽ tự động canh chỉnh hết lại mọi thứ cho các bạn đó. Mọi người chỉ cần nằm xong rồi đợi nó bật lên, xong chọn phim. Con này khi mua về nhé, nhà sản xuất người ta cẩn thận tới mức mà người ta tải hẳn app cho các bạn luôn. Trong này thì nó có cả Android TV nên là mọi người không cần phải cắm vào một cái laptop hay là cắm vào cái máy tính gì cho nó vướng víu cả. Nếu muốn cắm vào thì cũng được thôi, hoàn toàn là ok. Nhưng mà mình thấy tiện nhất vẫn là xài Android TV. Rồi, quay lại câu chuyện mới nãy thì nhà sản xuất đã tải thẳng cho chúng ta là YouTube, Netflix, những cái ứng dụng mà mọi người hay thường xem, hay sử dụng. Và đặc biệt là Netflix trong con này là Netflix chính chủ và hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ cần đăng nhập vào cái tài khoản Android là hoàn toàn vào Netflix coi tự nhiên, coi vô tư luôn, biết bao nhiêu phim hay trên đó, thoải mái luôn, chả phải bỏ một xu nào, chả tốn miếng tiền đâu cả. Đó là một điểm cực kỳ hay của con này nữa. Còn nếu không, nếu các bạn thấy cái con này nó auto focus, nó tự chỉnh độ lệch mà nó chưa đúng ý của mình á, thì hoàn toàn có thể dùng cái điều khiển. Chứ cái điều khiển các bạn có cái phần là nó
chỉnh độ nét này. Các bạn hoàn toàn có thể ở trên phần mềm á, các bạn có thể chỉnh là nó zoom to zoom nhỏ này, hoàn toàn có thể chỉnh keystone 4 góc này sao cho nó các bạn thấy thích mắt nhất, các bạn thấy ổn nhất là được. Đó, hoàn toàn nằm một chỗ chỉnh thôi, cũng chả cần phải đụng gì tới con này nữa cả. Rồi, một cái này ở này. Đó, những ông nào lười đúng không? Kiểu mọi người thấy mỗi lần mà lên YouTube mà search phim gì bấm lâu quá. Con này nó hỗ trợ cả trợ lý ảo Google Assistant đây, cho nên nó có cái biểu tượng hình cái mic. Mỗi lần mọi người muốn search gì đúng không? Giữ cái mic này, nói Iron Man. Tôi hiểu rồi, đang chiếu Iron Man. Sướng chưa? Đó, đó là tính năng của con này nó sở hữu. Thêm nữa, chúng ta đi một chút về phần ngoại hình đi. Thì đây, mọi người thấy không? Nó có một cái tay cầm khá là tiện như thế này. Để ví dụ là đi đâu muốn vác đi từ phòng ngủ ra phòng khách, hay là các bạn cầm nó đi du lịch hay gì đó thì vác như thế này khá là tiện, đỡ phải mất công bê. Bởi vì con này nó cũng lớn, nên là ví dụ cầm gì đó có khả năng dễ trơn trượt. Nên là đó, cho các bạn cái quai vác này đi, không bao giờ sợ rớt luôn. Rồi, còn về cái phần thiết kế thì nó cũng thiết kế như kiểu của con T2 R Max, là nó sẽ có những cái viền kim loại ở những cái khu như thế này. Đó, trước đây là cái phần tản nhiệt nè. Đó, cho nên là ống kính nó sẽ có những cái viền kim loại như thế này. Nó mang lại chúng ta một cái cảm giác khá là cổ điển, như những cái đầu đĩa hồi xưa vậy á. Rồi, còn sau này thì chúng ta sẽ có một cái, đây các bạn thấy không, một cái mạng lưới này. Đây sẽ là nơi đặt hai con loa 5W. Trên này thì sẽ là những cái cổng kết nối đầy đủ tất cả mọi thứ mà mọi người cần. Đây là hai cổng USB này. Đó, đây là cổng là các bạn cắm loa này, cắm tai nghe này. Đây là cổng AV này. Đây là một cổng HDMI. Đó, thì sẽ có tất cả những cổng mà các bạn cần để kết nối ra những cái thiết bị khác. Rồi, đó là cơ bản tất cả những gì mà con này có. Khuyết điểm đi thì mình nhắc lại một chút. Thì khuyết điểm của con này là độ sáng, độ tương phản nó hơi thấp. Nên là những cái trải nghiệm mà các bạn xem những cái video trong vùng những cái vùng tối á, thì nó sẽ không được nét cho lắm. Còn lại tất cả mọi thứ mình thấy con này đều cực kỳ là ok. Từ độ hoàn thiện bên ngoài, thiết kế cũng rất là đẹp, cho tới cái chất lượng hình ảnh Full HD. Đó, và chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm xem phim thật là thú vị, có thể biến căn phòng ngủ của chúng ta trở thành một cái rạp chiếu phim mini cực kỳ tiện lợi luôn. Rồi, các bạn nghĩ sao về Wanbo T6 R Max? Hãy để lại comment ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Mực Internet. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.